Xin chào quý vị và bà con đã đến với kênh Bản tin thị trường của Thủy sản NG. Hôm nay Bản tin thị trường của Thủy sản NG xin cung cấp bảng giá tôm và bảng giá giống. Bảng giá tôm hiện tại không có xu hướng giảm nữa và sau đây là bảng giá tôm của tuần sau. 100 con 82.000, 80 con 83.000, 70 con 90.000, 60 con 98.000, 50 con 106.000, 40 con 120.000, 30 con 142.000, 25 con 158.000, 20 con 177.000. Và sau đây là bảng giá giống của một số công ty được bà con ưa chuộng và có lượng trúng rất nhiều. Giống Hoàng Lộc 108 đồng khuyến mãi 50, giống siêu công nghệ 116 đồng khuyến mãi 20, được áp dụng đến hết ngày 15 tháng 8 âm lịch. Giống siêu công nghệ có bảo hành 1 tháng trên bao bạc, có ký hợp đồng. Giống Nguyệt Úc 127 đồng. Giống Mona Minh Phú 150 đồng. Giống Nam Mỹ 126 đồng khuyến mãi 30. Giống Mỹ Kim 105 đồng khuyến mãi 50. Giống CB 146 đồng. Thủy sản Duy chuyên cung ứng giống thuốc men đồ nghề thủy sản giao hàng toàn quốc, uy tín làm nên thương hiệu. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại Thủy sản Duy. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh Thủy sản Duy, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.